Đây là gà á, hầm nước dừa anh hả? Hấp nước dừa hả? Cái này hấp mấy tiếng anh? Đó 1-2 tiếng rồi. 1-2 tiếng rồi. Tấm qua không mơ thấy người hay gì? Dạ, dạ, đây, tao đi ngã đi. Dấu khách đi lại chứ không cặt, mình sợ cạo cạo gì.